lưu ý là cuộn này nó phải thẳng hàng với cái điểm ra như thế này. Tùy vào cái lượng cuộn to cuộn nhỏ thì các bạn nới cái vòng ốp ngoài này để tháo lắp cuộn ở đây đó. Và đồng thời ấy, điều chỉnh phần ID ra vào từ những con ốc vít như này, nới nó ra để đẩy ra đẩy vào. Và đồng thời ở phía bên hông máy đây cũng có phần để nới ốc để điều chỉnh máy ID dập ở vị trí nào của tem thì ra vào trên cái rãnh này. Và lưu ý một điều nữa là cái phần bắt đọc này, thanh này là tùy vào kích cỡ của tem. Ví dụ như với cái tem này độ rộng khoảng 10cm này thì thanh này nó nằm ở đây thì cái điểm tem dư tương ứng nó sẽ dư bao nhiêu đây là vừa đẹp. Nhưng với cái tem nhìn lớn hơn thì các bạn phải đẩy về phía bên phải tùy vào kích cỡ tem, đẩy về dần về phía bên phải để thấy được là nó dư ra như thế này. Và đồng thời như thế thì ở cái phần lever assist này nó tương ứng để chỉnh cái độ phóng tem dư bao nhiêu. Thì với độ 9 này mình đang để 9, mắt đọc đang dừng tại đúng điểm hiển thị đèn vàng thì lượng tem dư như này là vừa để có thể dán vào chai. Và nếu các bạn tăng lên thì cái lượng tem nó cũng sẽ dư ra nhiều hơn. Sau đây tôi xin test cái máy dân nhãn là T50 bán tự động kèm với bếp. Đây tôi hướng dẫn quá trình tháo lắp cục ID, cục khuôn để mình có thể điều chỉnh khoảng ID và thời gian ID như mình mong muốn. Đây, vặn như vậy mình bỏ ra và ngửa ra như này, mình đặt xuống và trong đây tương ứng có hộp để mình lắp đặt, bao gồm các số ngày tháng và mã chữ để in đếp. Bạn sử dụng quá trình này, bạn phải hình dung là khi bạn lắp ngược thì chữ in xuống mới xuôi. Thì tùy bạn lắp, ở đây có 3 khay để bạn có thể lắp tương ứng 3 dòng hay 1 dòng 2 dòng tùy các bạn. Bạn sử dụng lục giác và nhíp để gắp và sắp chữ. Ở đây có những cái khoảng trống thanh để tạo thành khoảng trống và những sẹp và chữ để sắp về hạn sử dụng các thứ. Xin cảm ơn.